Chan. Mày đi không gửi lắm rồi. Anh chắc là có nhiều thứ. Là năm thứ một là vào đây thôi. Con ngoài đường con bé nào Ở dưới nhà mấy bà không rảnh mà. Này sao? Nếu mà làm được chuyện
cái quần này. Về luôn hả? Vậy bây giờ là quá hết cái mạc luôn một cái thôi phải không?